anh em mình sầu ca lưu giữ lại với phố nghe, đi Bạc Liêu nghe, đi ra đảo Mồ Côi nghe anh em. Ra cây cầu đã chưa. Này là kiểu đảo Mồ Côi nghe mọi người, ở Hòn Ngọc Phú Quốc nha. Rồi để ra đây mình anh em mình săn sóc có gì cái mình vô quay cho anh em xem. Rồi đi thôi mọi người ơi. Con câu khác bay luôn rồi. Trời ơi. Bay vừa chiếu. Bắn được con chim á, đẹp đẹp đó. Đẹp lắm. Còn cái con dưới tới cái bạn. Gì vậy? Tại vì ông dẻ. Dạ. Nó được nhau hai ba con đó. Rồi quấn. Ừ, nghe ông dẻ. Chính hả? Tán bật ngăn chỗ của em. Má sừng luôn rồi. Yeah. Bỏ tư vậy. Nãy giờ đi ngang quýnh mà giờ quýnh trời. Ờ nãy nãy anh đi cũng đi lon lon được đó mà. Trời. Cất cất. Cất hai cất hai. Nãy giờ đi lon lon đâu có bị quýnh. Đâu rồi? Mà đây nó tiệp lá cây nè, không thấy nè. Mọi người, chim nè. Ôi. Cái màu xanh thì rất là đẹp. Không biết nữa. Đẹp nè. Đứng bắn hả? Phố hả? Phố được ke. Chim đẹp gì phố bắn chết queo rồi. Một lộ. Hai dít. Sừng luôn chút vậy tay bự nè. Con tập nghiêm. Sớm đi lòn lòn nó đâu có bị đâu ta. Ôi đâu rồi. Đó. Em tính nắm đuôi em vực vực trong đuôi nó luôn à. Còn không? Kết kết kết. Bóc. Trời ơi. Trời ơi lắm kìa. Đã mất tiêu luôn rồi. Thấy đâu mà phun. Dí mấy bên gần nhiều hơn á. Ờ dí mấy bên đó đó. Đừng cho qua gần là thua á. Qua bắn đại đi, qua bắn đại đi. Kìa kìa nó chạy cái dược kia kìa. Lấy cái dược cao nè. Từ từ đừng có làm nốt quá. Đâu rồi. Không rớt.
Chút cái đầu. Đấy, vậy mà con không kéo luôn. Cái bóc vô đâu rồi mà. Dạng dữ vậy. Rồi, đó, rơm. Hay quá, hay quá, quá. Rồi, hello, chào các bạn. Nay dắt cái chỗ nào im im ơi. Okay. Nãy giờ buồn ngủ lắm rồi đó. Không có là buồn ngủ lắm rồi đó. Sao giờ không có anh? Có, mấy con à. Mà nó mệt. Dắt đi bắn có à, ok anh. Vậy. Có, nó mới sung sung rồi. Từ sáng giờ là sầu ca nó bị ông quýnh là hai dít rồi. Ta giỡn không lên rồi kìa. Ủa lắm không thấy té mà đây anh được em nữa nè có mồi tiếp giãn quá hay quá nó bắt con chim gì kìa trời ơi im im rồi nó bắt con gì nó ăn luôn kìa hay thiệt. Chui rồi, nó chui rồi. Mày chạy. Té gì vậy? Ê, con bẹp. Bay qua kia, con bẹp kìa. Bẹp kìa, bẹp gì? Con gì mới bay qua bên đám tre rồi. Ủa bắn con gì vậy? Bẹp bay qua đây rồi. Mới bay qua đây rồi. Trúng cái gì? Bắn trúng cái gì? Trúng mà mới bay qua đám tre rồi. Con nhỏ. Nhỏ hả? Ừ con bự cái té rồi. Bu vô kiếm, bu vô kiếm. Bu vô kiếm bự lủi rồi, lủi rồi đó. Thương con nữa. Quá wow, trời à, tem đông quá trời đông rồi. Chiều người nhỏ con cộng lông. Đây, một em. Con nhỏ bay mất tiêu. Nó còn con nhỏ nữa mà nó bay. Mập lắm. Đây, ông chuyên gia. Bật đề gì đây? Mình đi chơi vui thôi. Gom lại. Than nó còn nóng rồi ơi. Lên trên cỏ kìa. Để bột cỏ nó khác không? Thì Phú Quốc thì có nhiều nha mày. Con này con gì mình không biết luôn. Bách Thanh. Cu bìm bẹp. Sáo được mới. Con này cũng còn tới số chết này, ai đập cho anh. Em dám bắn nha, không dám đập. Nó được như đây mình hướng cái này ngồi đây ngắm cảnh xong rồi mình em mình về. Đó. Cầu con cu sành ở ngoài rồi như này dư rồi với mấy con sóc con dành đem xuống rồi trống này được nhiều chim à anh nói chào Vinh à này giao lưu với anh em ngoài Quốc nha được nhiều chim đây trọng đem xuống hai biển với hai biển sóc nè được bốn con sóc nữa anh này chào Vinh à. Rồi để nhổ lông và nướng thì giao lưu với anh em sương sương chút xíu. Đó. Nhổ lông xong rồi nha anh em, chuẩn bị nướng nha. Than rồi đó. Ừ lấy cái cây đó, đi khiêu khiêu đá cái kèm lại. Rồi vậy là ok rồi. Rồi đã. Anh dám chạy lên đi anh. Đấy, cái nào này phải không? Nhấm đây, đó.
nướng mà sinh tồn mà ngay bãi biển là đẹp nè, ngắm quăng, ngắm hay ngắm hoàng hôn, trời ơi đẹp. Này mà sớm sớm chút xíu nữa đẹp lắm mọi người, ra mấy bãi đá đó là ok luôn á. Mọi đường chính này nha, ngang lại trên mấy sâu kia. Có quá ngon, quá ngon. Anh bán Phước Long ngang dừa, ngang dừa là quê của phố anh, phố này. Đây đệ tử công của đệ tử chính chân truyền của công tử Bạc Liêu. Bạc Liêu bán đất phố bán vịt, giá ăn cắp à, già mấy gánh vịt đang đi chơi nè, ghê chưa. Rồi mồi chín rồi, lên anh em ơi. À, trời ơi đó, nhiều lắm mà nghe, lên cò lên trước đây. Con cò ở Phú Quốc nó ngộ lắm mọi người, nướng cái nó đen vậy nè. Con cò mà cứ mà con cò ngáo đá chỉ cỡ nào chỉ, không bay là không, không bay mà đứng nhóc đó mà không bay là không bay mà. Anh bấm điện thoại chỉ móc ná quá đã im quá bố kêu anh ba chạy lại nắm giò bắn. Cô suy nghĩ bắn đầu không, không suy nghĩ để người chẳng ba. Rồi chỉnh hết rồi, lên mồi anh em ơi. Đó. Lên mồi, lên mồi. Ui da nóng. Ôi nướng mồi mà cái màu nó đẹp nè, cực kỳ chưa. Quá đã. Than đây nhiều hơn nè. Rồi vô đây anh em. Xé ra của anh. Nắm đùi xé ra. Ủa nãy nhớ anh thấy có cái liền rồi, có lấy gì lấy hai liền mà. Chấm lại đi đó. Nó vòng qua đường kia bắn gì vậy? Không có chạy về đường thế. Rồi xé ra là bên nghe nghe đồn tôi hú nhiều. Đi chân chỗ cầu số 3. Cầu số 3 chạy vô số cái. Cầu rồi xé đi em. Cầu số 3 biết. Đi chân đường. Ở đó qua đi làm cũng ở chỗ gần gần đó. Nè anh ba, đi. Rồi ok. Rồi cảm ơn. Rồi vô đi chào. Cảm ơn mọi người. Đây mời cả nhà nghe. Mời anh em cái đùi nha. Ngon quá. Phức luôn. Ngon lắm. Thử cái cây. Chấm muối sinh đòn nữa kìa. Ăn gì sẽ đây. Con này con gì? Bù câu hả? Ngon. Đồ Phú Quốc ngon quá mọi người. Điện qua. Im im. Còn con sóc kia nghe hồi một hồi nó khát ngạt đó nghe trời. Cái con nãy lưng mới chở á. Con kia kìa, con kia kìa. Hai con ngoài được rồi. Dạ. Ừ. Đây nè, không ai con này cũng được rồi đâu. Chín chừng. Đúng rồi. Còn khác luôn rồi. Rồi, vậy cắt 13.5 đi. Rồi, 13.5 đi. Thôi cũng tối rồi anh em ơi. Rồi. Rồi. Rồi, mồi lên hết còn mấy con nữa không? Nhập tiệc luôn anh em ơi. Rồi thôi mình kết thúc video luôn anh em. Quá em thấy video có hay cho mình một like, một đăng ký, được chia sẻ nha. Rồi ăn đi mọi người, mạnh lên. Chào tạm biệt mọi người. Hình như mấy cái này